dựng nhà máy mang nhà bè Hậu Giang với tổng vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng. Người dân xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do ảnh hưởng bởi hệ thống cống đập của đê bao Long Mỹ Vị Thanh. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2015 của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị, vào sáng nay, Tổng Công ty Cổ phần Mai Nhà Bè tổ chức khởi công xây dựng nhà máy Mai Nhà Bè Hậu Giang tại cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh. Lễ khởi công có sự tham dự của ông Trần Công Chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng với diện tích 6 hectare, được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc hiện đại. Dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 9 năm 2015 với 2.000 lao động. Giai đoạn 2 xây dựng và phủ kính toàn bộ năng lực của nhà máy trong năm 2016 với tổng cộng 4.000 lao động. Năng lực sản xuất dự kiến khoảng 30 triệu sản phẩm một năm, tương ứng doanh thu dự kiến từ 100 đến 120 triệu đô la Mỹ một năm. Trong 6 tháng đầu năm, công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được ngành chức năng và các chủ rừng đặc biệt quan tâm. Đến thời điểm này, chưa xảy ra vụ cháy nào trên địa bàn. Tuy nhiên, tại buổi làm việc mới đây, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và Quyền Phụng Hiệp không nên chủ quan trong công tác phòng chống, bảo vệ rừng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp hộ dân xây dựng lấn chiếm. Thời gian qua, khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đã trồng thay thế bằng cây bản địa, thực hiện đạt hiệu quả cao. Công trình nạo vét kênh mương phục vụ công tác phòng chống cháy rừng và cải tạo lung được đảm bảo. Khó khăn hiện nay là đối với dự án khu tái định cư với diện tích hơn 5 hectare do thiếu kinh phí nên hiện tại dự án chỉ đạt 80%. Tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng làm việc trực tiếp với đơn vị thi công, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ với dự án này, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ dân, chủ rừng trong phòng chống cháy rừng, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp hộ dân xây dựng lấn chiếm. Trong năm 2015, huyện Long Mỹ được phân bổ nguồn vốn gần 70 tỷ đồng, thực hiện 46 công trình xây dựng cơ bản. Đến nay, địa phương đã giải ngân được trên 22 tỷ đồng, đạt khoảng 32% kế hoạch. Riêng tuyến đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn Nga, tuy đã có đề án thực hiện từ trước, nhưng do chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, nên chưa được triển khai thực hiện. Song song đó, huyện Long Mỹ còn gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên 20 công trình trọng điểm. Nguyên nhân do chưa thống nhất trong các quy trình thủ tục, đòi áp giá bồi hoàn gây bức xúc trong nhân dân. Trước những khó khăn vướng mắc trên, lãnh đạo huyện sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp từ công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đề bào Long Mỹ Vị Thanh là một trong những dự án ứng phó biến đổi khí hậu được tỉnh chọn ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện tháo úng rửa phèn cho trên 20.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, phóng viên thời sự đã từng phản ánh sự tắc trách của các đơn vị thi công gây ảnh hưởng sản xuất của bà con. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận những bức xúc cũng liên quan đến hệ thống đề bào này. Thực hư như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau. Tuyến đê bao Long Mỹ Vị Thanh đi qua khu vực xã Tân Tiến dài hơn 9 km, có 14 cống hở lưu thông nước cho người dân sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến đây, đó là hệ lụy mà các cống này gây ra. Những mô đất bỏ trống vì không trồng trọt được, bởi không có đường giao thông vận chuyển hàng hóa vật tư nông nghiệp. Tranh thủ nước ứ động lại sau những cơn mưa đầu mùa, anh Hồ Văn Phương tưới giải hạn cho 17 công khóm được 8 tháng tuổi. Do cống chưa có cửa nên đập ngăn nước để thi công cống chưa được phá bỏ, khiến nước bên ngoài không vào được, làm cho hàng chục công khóm của anh cùng với người dân xung quanh sắp chết khô mà không có nước tưới. Như tới mùa khô mà qua Tết á, là ở dưới kinh này nó không còn miếng nước. Còn nếu mà tới mùa mưa xuống mà nước nổi á, thì nó ngập lên mé này hết. Cây hai hàng khóm ở cặp mé này chết hết.
Còn mảnh ruộng của ông Nguyễn Văn Truyền chủ yếu là nhờ vào nước trời. Cống đã xây xong nhưng không mở cửa cho thông nước nên không rửa phèn được. Mất mùa liên tục, không đành lòng để đất trống, ông Truyền vẫn tiếp tục sản xuất. Nhưng mỗi khi bắt đầu vụ mới thì nỗi lo thất mùa trong ông lại nặng thêm. Cái nắp bọng nó dở lên cái cho bà con mừng đặng vô ra đặng cho mừng đặng cho đạt đặng lên năng sức đầu lên đặng mừng phấn khởi nó mừng đê bao rồi cũng thấy bà con cũng mừng phấn khởi mà kinh đồ bọng đủ ngút rồi chân mà còn cái nắp cống đó mà không mở lên vậy đó. Bên cạnh anh Phương, ông Truyền cùng nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Tiến rất muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng đành lực bất tòng tâm chờ đợi cống đập hoàn thành mới tiến hành. Theo khảo sát, trong số 14 cống hở trên tuyến đê bao Long Mỹ Chị Thanh đi qua khu vực xã Tân Tiến, có 4 cống lớn đang thi công dang dở. Cái đã xây xong thì không đặt cửa, cái đặt cửa xong rồi lại không cho thông nước. Người dân sản xuất bên trong bờ bao vẫn khát nước từng ngày để tưới tiêu, thao chua rửa mặn cho hàng chục hecta khóm, lúa và cây ăn trái. Tình trạng này đã kéo dài gần 2 năm nay. Giờ có bách nhất thì theo dân ở đây thì yêu cầu chỉ gắn cái cống để làm mở xả nước cho bà con sản xuất thôi. Còn ở trên thì muốn làm giác nào làm. Người ta cần thiết nhất là phải xả nước mà ở dưới thì nó gồi hết rồi nhưng mà giờ còn cánh cửa mà không đem xuống làm. Hiện tại thời tiết đang bước vào mùa mưa. Nếu các nắp cống này không khơi thông thì nguy cơ ngập úng đối với sản xuất nông nghiệp của bà con là rất lớn. Liên quan đến vấn đề này, trong cuộc tiếp xúc cử tri vào đầu tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý dự án và lãnh đạo thành phố Vị Thanh phải tìm hiểu thực tế, sớm khai thông cống đập. Chúng tôi hy vọng ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc giúp người dân yên tâm trong sản xuất. Vô ăn rồi cái đầu quăng đại với đó luôn. Bài có khi thậm chí trên tượng đài tràn lan giờ thấy ớn lắm kìa. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng thông tin tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, báo chí đã trở thành kênh thông tin gần gũi, quan trọng trong đời sống xã hội. Để xứng đáng với lòng tin của nhân dân, những người làm báo tỉnh nhà đã nỗ lực nâng cao vai trò trách nhiệm và cái tâm của mình hướng đến chặng đường phía trước với ngòi bút ngày càng sắc bén. Năm nay, thể loại báo hình và báo nói đã mạnh dạn thể hiện cách thức sáng tạo hơn để hình thành những tác phẩm thực sự hấp dẫn, mang tính phản biện và sức chiến đấu cao, với nội dung truyền cảm đầy tính thuyết phục và được đánh giá cao tại cuộc thi báo chí tỉnh Hậu Giang năm 2015. Đánh tới tấp chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ. Ranh giới giữa bạo lực và yêu thương vốn dĩ rất mong manh. Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, rất dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh. Vì thế, nhân cách của các em là do người lớn định hướng. Người lớn hãy là người dạy cho các em biết yêu thương, sống tốt, để đẩy lùi bạo lực ra khỏi môi trường giáo dục. Qua xác minh của thanh tra, phần lỗi thuộc về một số cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Vị Thanh, mà theo kết luận là kiểm tra hành chính không có lệnh, không giao biên bản tạm giữ phương tiện cho chủ sở hữu. Trong số 165 tác phẩm dự thi giải báo chí tỉnh năm nay, có 26 báo hình và 53 tác phẩm báo nói. Nhìn chung, các tác phẩm đã bám sát được những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Nhiều tác phẩm đã đi sâu, đi sát cuộc sống.
các đề tài có tính phát hiện, nhất là những bất cập trong công tác quản lý của một số sở ngành địa phương. Khai thác những cái đề tài mà nó còn bức xúc của người dân, tức là những cái mặt mà còn hạn chế trong các lĩnh vực mà phát triển kinh tế xã hội, thì tôi cho đây là cái vai trò của báo chí cũng khá tốt, cũng khá mạnh dạng. Bên cạnh đó, các tác phẩm dự thi còn cho thấy tay nghề của các tác giả đã có nhiều tiến bộ, nhất là ở bóng hình. Không chỉ đi đến tận cùng các vấn đề, các tác giả còn vận dụng tốt trong kỹ thuật hậu kỳ, làm cho tác phẩm trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Chúng ta không dừng lại ở chỗ kể một sự việc hay là kể một quá trình, mà mỗi một đề tài như vậy, chúng ta đều có những cái nhận định, có những cái phân tích giúp cho khán giả hiểu cái sự việc đó, từ sự việc đó chúng ta hiểu rộng ra những vấn đề khác. Mỗi một cái câu hình, mỗi một đoạn chúng ta đều chắt lọc làm cho cái hình ảnh của chúng ta nó vừa dặn với thông tin, nó không làm cho người ta cảm thấy nó nhàm chán. Cảnh ra cảnh, đoạn nào ra đoạn đó, nó vừa đủ thông tin. Báo Nói có hơn 40 tác phẩm tham gia, do đây là thế mạnh của các đài truyền thanh, huyện, thị xã, thành phố. Vì vậy, các đề tài và cách thức thể hiện khá phong phú, từ vấn đề bất cập hiện nay, những dự án quy hoạch treo, ô nhiễm môi trường, an ninh nông thôn, hay ca ngợi các tấm gương tiên tiến điển hình trong việc phát triển kinh tế, học tập và làm theo Bác. Tuy nhiên, vẫn còn gặp phải những lỗi cơ bản về cách viết dài dòng, ngôn từ và tiếng động hiện trường vẫn chưa kết hợp uyển chuyển. Một tác phẩm phát thanh có đến được với người nghe hay không thì cái việc mà chúng ta phải viết cái lời dẫn cho nó hấp dẫn, cho nó sinh động. Nếu như các nhà báo phát thanh biết khai thác các thế mạnh của phát thanh, đó là cái yếu tố về ngôn ngữ, lời nói, tiếng động, âm nhạc sử dụng hòa quyện vào, rồi cách thể hiện đề tài sinh động, thì chắc chắn phát thanh vẫn được công chúng yêu thích. Trước sự cạnh tranh gay gắt của báo mạng, đòi hỏi người làm phát thanh và truyền hình phải không ngừng đổi mới. Điều đó thể hiện rõ qua các tác phẩm dự thi năm nay, và trên hết là sự cố gắng của lực lượng phóng viên, biên tập để góp phần nâng cao chất lượng báo chí của địa phương. Thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay của truyền hình Hậu Giang xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.